Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BiBi đây. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Trời ơi, quay trở lại kết hợp những hắc ghi siêu anh hùng. Rồi ôi các bạn ơi, Nhân BiBi kết hợp được hắc ghi người sói này và kết hợp được thần sấm to các bạn ơi. Nói chung là đội quân của Nhân BiBi cũng khá là mạnh và khét luôn các bạn ơi. Nhưng mà mỗi tội bây giờ không có tiền thôi các bạn ơi. Và bây giờ Nhân BiBi sẽ chiến đấu tiếp nha các bạn nha. Cố gắng kết hợp được ra một con hắc ghi siêu anh hùng mới. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ Nhân BiBi nhé các bạn ơi. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Và bây giờ các bạn hãy xem đây, mình sẽ chiến đấu các bạn ơi. Ồ, mình sẽ để thò ra đây các bạn ơi. Ok anh em, xông lên, tấn công đội quân của Nhân BiBi, đội quân Thò, đội quân Hắc Ghi, đội quân Mominong Nang sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Ui giời ơi, yeah, thắng rồi. Trời ơi, tuổi gì ăn Nhân BiBi nào. Bây giờ kẻ địch ơi, hãy cho thêm nhiều chiến binh mạnh vào đi. Các bạn không có tuổi gì mình đâu. Xin thêm một em Mominong Nang đi các bạn ơi. Ok, kết hợp lại nha các bạn nha. Đấy các bạn ơi, mình đang kết hợp lại. Yeah, quân mình đang khá là ngầu luôn. Ui giời ơi, mạnh chưa. Từ từ đã nha các bạn nha. Bây giờ mình xin hắc ghi các bạn ơi. Ui trời ơi, xin được một em hắc ghi hết tiền đấy. Đúng lúc cần xin hắc ghi để kết hợp thì hết tiền các bạn ơi, quá nhục luôn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ để đầy Deadpool lên đây để đỡ đam các bạn nha. Rồi, chúng ta cùng nhau chiến đấu nào. Let's go, xông lên, cô lên anh em ơi. Ui, cả địch giờ không có tuổi gì đâu với Nhân BiBi. Ê. Yeah, thắng rồi. Ủa? Trời ơi, không ngờ cái địch này thắng các bạn ơi. Cái địch có Thỏ. Trời ơi, anh Thỏ ơi, anh khát thế anh ơi. Làm sao mà đỡ được các bạn ơi. Bây giờ mình phải di chuyển Thỏ làm sao đội hình cho nó hợp lý các bạn ơi. Mình sẽ di chuyển Thỏ ra đây để tiêu diệt cái tên người sói này nha các bạn nha. Ok các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu này. Đây, để thanh niên này ra đây. Đấy, ok, thay đổi đội hình các bạn ơi. Và hy vọng mình sẽ giành được chiến thắng. Kết hợp luôn đi, hút luôn đi các bạn ơi, cho nó khét luôn. Ok, chiến đấu nào. Xông lên. Cố lên, mình tin mình sẽ giành chiến thắng các bạn ơi. Các bạn an tâm. Solo luôn bạn ơi. Ui trời ơi, cái thế nhỉ. Hai lần mình thua tên To cái rồi các bạn ơi. Quá nhục luôn các bạn ơi. Làm lại. Đừng có lo các bạn, an tâm. Hãy tin Nhân BiBi đi. Nhân BiBi có thể giành được chiến thắng trong ván này. Các bạn thấy chưa? Quân mình đang tiến công vào rồi. Trời ơi, yeah, lần này thì thắng chắc rồi. Tuyệt vời. Yeah, quá là phê luôn. Các bạn hãy ấn đăng ký nhá, đăng ký ủng hộ mình nhá. Ui, lần này các bạn ơi, thấy quân kẻ địch yếu lắm các bạn ạ. Kẻ địch không bao giờ thắng được Nhân BiBi ván này luôn. Các bạn xem mình, Nhân BiBi rắm mắt cũng thắng luôn. Yeah. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ Nhân BiBi nhé. Rồi, đấy, không cần nhìn luôn. Yeah, thắng chưa vậy các bạn ơi? Mình không biết nữa, không biết có thắng chưa. Yeah, thắng rồi, nghe nhạc đã biết thắng rồi các bạn ơi. Quá easy game luôn. Rồi, bây giờ mình nghĩ chúng ta cần kết hợp để tạo ra một chiến binh mới các bạn ơi. Siêu ngầu hơn, ngầu lòi. Úi giời, giờ tạo ra được một anh hắc các bạn ơi. Anh hắc ơi, hai. Ui thôi hết tiền rồi. Ui trời ơi, ấn nhầm một con cáo các bạn ơi, nhục thế nhỉ. Thế là mình đã hết tiền rồi đấy các bạn ạ. Trời ơi, sao nhanh hết tiền thế cơ chứ, đã chơi bời gì đâu. Ok các bạn ơi, bây giờ mình lại chuyển đổi đội hình các bạn ơi này. Cho mấy thanh niên yếu đứng sang bên đây. Đấy, cho mấy thanh niên mạnh sang bên đây. Ok, từ đã, đây cho Thỏ sang bên đây, cho anh Thỏ sang bên đây. Đấy, rồi ok, chiến đấu nào. Quân kẻ địch cũng mạnh đấy các bạn ơi. Không biết đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Ui dồi ôi, chết rồi, không được rồi. Cố lên nào anh em ơi, cố lên nào. Đúng rồi, solo luôn đây. Solo đi bạn ơi. Bùm, thắng. Cứ hai thanh niên cùng ngã được cùng lúc thì quân mình thắng các bạn ơi. Mày thế cơ chứ, quá may luôn. Giờ có tiền rồi, kết hợp thêm quân lại. Đấy, ui giờ mới ra một người sắt các bạn ơi. Bao giờ mới có tiền ra được đội trưởng Mỹ đây anh em ơi, lâu quá. Ra được đội trưởng Mỹ thì mới kết hợp được các bạn ơi. Ra người sói đã. Bây giờ thì sao? Bây giờ solo trực tiếp với kẻ địch luôn nha các bạn nha. Không ngán luôn. Rồi bây giờ xông lên nào các bạn ơi. Xông lên các bạn trẻ ơi, cho kẻ địch một bài học đi nào. Đó, quân của Nhân BiBi đang chiến đấu rồi. Chiến đấu đi, đúng rồi, bắn vào đúng tên thói. Đúng rồi, yeah, thắng rồi. Hay thế nhỉ bạn ơi. Mọi người ai chưa đăng ký ủng hộ mình nhá. Mình đang cố gắng kiếm tiền đấy các bạn ơi, để kết hợp ra một chiến binh mới này. Trời ơi, nhưng mà hơi lâu một chút các bạn ạ. Rồi, ok, chiến đấu thật nhanh nào. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào. Ui, cái gì đây? Đừng để thua nhá, đừng để thua kẻ địch nhá. Chúng ta có anh Thọ, thần sớm ơi, bắn nè, anh em ơi. Ui, trời ơi, lần này thì mình đã bị thua rồi các bạn ơi. Mọi người ai chưa ấn like nhá. Ê, lần này kẻ địch có vẻ hơi khét rồi nha. Hơi khét rồi nha anh ơi. Nhân BiBi xin 4 thanh niên này nữa luôn. À, Nhân BiBi sẽ để Deadpool ở đây, đúng rồi. Ok các bạn ê. Rồi xông lên nào, cho kẻ địch một bài học đi. Sắp xin được rồi, sắp xin một chiến binh mới rồi. Ui, sao người sói kẻ địch vào tận đây tấn công Nhân BiBi vậy? Ghê vậy ta, khét vậy ta. Yeah. Dù kẻ địch có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là tuổi gì ăn Nhân BiBi thôi các bạn ơi. Xin thêm haki nào anh em ơi. Wow, lần này nhiều haki chưa? Nhưng mà đừng khinh thường kẻ địch nhá, kẻ địch có tới 2 người sói đấy các bạn ơi. Được rồi, các bạn an tâm, mình đang kết hợp lại đây, cố gắng đây. Trời ơi, bao giờ mới đủ tiền đây anh em ê. Rồi ok các bạn, tấn công nào. Bắn đi. Tấn công, cố lên, chúng ta không thể thua cuộc được. Cố lên nào, đúng rồi, bắn trúng người Thor kẻ địch rồi. Yeah. Yeah, chỉ cần tiêu diệt được Thor thôi là chúng ta sẽ giành được chiến thắng các bạn ạ. Quá dễ dàng. Quá dễ dàng luôn. À, mình sẽ để Thor của mình vào đây luôn. Ha ha, cho kẻ địch bài học nào. Xin thêm quân các bạn ơi. Rồi, đang kết hợp đấy. Trời ơi, cần một người nhện nữa các bạn ạ. Được rồi, không sao. Cố gắng từ giờ đến cuối video, kiểu gì mình cũng ghép ra được một chiến binh mới các bạn ơi. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải giành chiến thắng đã. Đấy. Ui rồi, yeah. Đấy, cái trò này các bạn sắp xếp đội hình hợp lý là chúng ta sẽ giành được chiến thắng nha các bạn nha. Ok anh em ê. Đang xin quân đây các bạn ê. Rồi, đấy rồi, kết hợp thành công cho mà xem. Lên đây, lên nào, 2 người sói các bạn ơi. Wow, bây giờ Nhân BiBi đã bằng quân với kẻ địch rồi nha các bạn nha. Được chưa, bây giờ đây đủ trình độ để chiến đấu chưa các bạn ơi. Ôi thôi, lại ấn nhầm quảng cáo cay chết nhỉ. Trời ơi, lại đến lúc hết tiền rồi. À, được rồi, các bạn đừng lo. 2 người sói Nhân BiBi sẽ kết hợp đấy nha các bạn nha. 1, 2, 3, bùm. Wow, Venom khổng lồ. Trời ơi, Venom Monster Haki, Venom khổng lồ các bạn ơi. Úi, trời ơi, lần này thì cả địch sẽ biết sức mạnh của Nhân BiBi. Các bạn ai chưa ấn like, ấn đăng ký thì ấn nha các bạn nha, để ủng hộ mình. Ok, chiến đấu nào. Rồi, ôi người sói á, bị Venom cái gì đây? Venom ơi, cố nè đánh ơi. Úi trời ơi, anh Venom anh nằm xuống rồi. Rồi không sao. Được rồi, thắng rồi. Trời ơi, ghê thật sự luôn. Kinh nhỉ. Tí nữa thì mình thua đấy, nhưng mà vẫn còn may lắm, chưa thua được đâu các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xin thêm cái này các bạn ơi, xin thêm Mommy Non Neck để tí nữa kết hợp các bạn nha. Đây, để Mommy Non Neck lên trên đây. Cái này mình sẽ để đấy, thanh niên này đi ra ngoài luôn, cho thanh niên này khỏe một tí. Ok, bây giờ chiến đấu nào. Chiến đấu đây nào anh em ơi, chiến đấu đây. Ui, Venom đang phải đỡ đam các bạn ơi. Một mình Venom đang phải đỡ rất nhiều đam luôn thì quân mình mới giành được chiến thắng đó. Hay lắm anh Venom ơi. Siêu mạnh, siêu chất luôn. Để xem nào. À, ui chân này kẻ địch ít quân đấy nhỉ. À, nó cạnh có 2 Thor các bạn ơi. Kẻ địch cạnh có 2 Thor mà to á. 2 Thor thần sấm cũng không thắng được mình đâu. Hay lắm. Venom đi rồi, Venom teo rồi. Các bạn thấy chỗ này hay không? Mình thấy chỗ này cũng khá là hay luôn. Ấy cha, khét chưa bạn ơi. Kẻ địch cũng kết hợp được Venom rồi này. Được đấy, khét đấy. Các quân kẻ địch nhiều húc chứ nhỉ, nhiều chiến binh húc thế nhỉ các bạn ơi. Mình xin một đội quân Mommy Non Neck ở đây các bạn ơi. Ok, bây giờ chiến đấu nào. Ui, Venom của kẻ địch cơ, Venom kẻ địch kiểu gì. Ôi, chết bằng nhau luôn bạn ơi, tiêu bằng nhau luôn. Rồi xong, thắng luôn. May mà mình xin có tiền, xin nhiều quân đấy các bạn ạ. Ok. Ui các bạn ơi, kẻ địch xin được một nữ người nhện mới các bạn kìa. Ui, kẻ địch kết hợp được nữ người nhện mới, ngầu thật đấy. Các bạn xem nữ người nhện này đấy các bạn chưa. Wow, nữ chiến binh người nhện luôn cơ đấy, khét thật sự luôn. Được, ngầu. Nhưng mà không thắng được đội quân Mommy Non Neck của Nhân BiBi. Hay thế nhỉ. Được đấy. Ok anh em, Được rồi, nữ chiến binh người nhện đó rồi, làm gì có thấy nữa đâu. Ok anh em ơi, bây giờ kết hợp vào nha. Đấy, để cho quân nó mạnh hơn. Rồi rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Tiếp tục chiến đấu tiếp nào. Sống lên anh em ơi, sống lên. Đội quân Mominong đang rồi, đội quân Venom Hagi rồi. Trời ơi, hai người sói thì làm được cái tò mèo gì đâu anh ơi. Không thể thắng được nhân BiBi, không thể nào cản bước được nhân BiBi. Ok các bạn ơi, lại thắng nữa rồi. Yeah, ok các bạn nha. Oh, nhân BiBi xin cảm ơn tất cả các bạn đã ấn đăng ký, ấn like ủng hộ mình nhé. Các bạn ơi, hãy tiếp tục ủng hộ nhân BiBi nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo hay hơn của nhân BiBi các bạn nha. Ok.